Tôi học bát quái nội công từ khi còn rất nhỏ. Tôi không nghĩ là phương pháp tu hành này lại có hiệu quả đến tận bây giờ. Tôi đã thay đổi những động tác phức tạp thành những động tác đơn giản hơn càng đơn giản bao nhiêu sẽ càng dễ phổ biến bấy nhiêu trong đó có nhiều chiêu để đánh nhau nhưng chúng ta cần sự hòa bình hữu hảo đúng không vì vậy chúng ta không học những chiêu để đánh người mà chỉ học những chiêu giúp cho chúng ta khỏe mạnh sống lâu như vậy tốt biết nhường nào nhìn mọi người đi bộ vòng quanh cây giống như một kẻ ngốc nhưng xin đừng quên rằng tuổi thọ của chúng ta cũng lâu dài như tuổi thọ của cây đây mới là mục đích tu hành của chúng ta khi còn nhỏ tôi hỏi sư phụ thưa sư phụ có một đứa trẻ nói con là một thằng ngốc chỉ biết đi bộ vòng quanh cây cây ngốc con cũng ngốc phải không ạ à? sư phụ nói với tôi rằng con không ngốc cây sống được bao nhiêu lâu con cũng sẽ sống lâu bấy nhiêu tôi nghĩ cho dù có là kẻ ngốc nhưng được sống lâu cũng rất có giá trị nghĩ vậy nên hàng ngày tôi bắt đầu đi bộ vòng quanh cây thật sự là rất tốt rất khỏe mạnh lợi ích tôi đạt được từ việc tu tập bát quái so với phật pháp là ngang nhau ngoài việc mang lại tự tin ra còn giúp tôi mở thiên nhãn có người thắc mắc rằng đi bộ bát quái có thể mở thiên nhãn sao sau khi đi bộ bát quái một thời gian tôi đã nhìn thấy rất nhiều sự việc quý vị có nhìn thấy gì không có nhìn thấy người khác mặc quần áo không? Câu này là tôi nói đùa, nhưng Mở Thiên Nhãn là có thật, nếu chưa mở được Thiên Nhãn, vấn đề là ở quý vị, cơ sở và ngộ tính của mỗi người khác nhau. Cho nên tốc độ giác ngộ từ việc tu hành của chúng ta sẽ khác nhau, có thể quý vị chưa mở Thiên Nhãn nhưng đã khai mở trí tuệ và đã khai thông cánh cửa của sức khỏe và trường thọ Thật tuyệt vời vì vừa khỏe mạnh và vừa được sống lâu. Đây là thứ mà có tiền cũng không mua được. Có một người đàn ông giàu có sống ở quận Cam Los Angeles, Hoa Kỳ. Có ai đã từng đến hoặc sống ở đó chưa? Ông là một địa chủ giàu có ở khu vực đó. Bất kỳ mảnh đất nào của ông đều trị giá hàng triệu đô. Một phần ba đất đai ở khu vực này đều là của ông ấy. Ông sống đến 76 tuổi. Lúc sắp lâm chung ông nói trong bực tức. Ta giàu có thế này, tại sao không thể sống lâu cơ chứ? Ai có thể làm cho tôi sống thêm một năm, tôi sẽ trả một triệu đô cho người đó. Nhiều bác sĩ cố gắng hết mình. Nhưng vẫn không có cách nào làm cho ông ấy sống lâu hơn nếu ông ấy gặp tôi sớm thì tốt biết bao thật tiếc quá đi mất nếu sớm gặp ông ấy mỗi năm tôi sẽ kiếm được một triệu đô vì vậy tiền không thể mua được tuổi thọ có tin hay không còn tùy thuộc ở quý vị rất nhiều người trong chúng ta phải tốn tiền mua thuốc và chữa bệnh đúng không không phải là không có tiền chữa bệnh mà là vì những căn bệnh đó không có cách nào để chữa có rất nhiều loại bệnh không thể giải quyết có những loại bệnh gây đau đớn hoặc ngược lại bao gồm cả những bệnh gây chết người và những loại bệnh trở thành mãn tính có nhiều vấn đề mà y học ngày nay chưa thể giải quyết vì vậy nếu mắc phải sẽ không có thuốc chữa chỉ có cách là âm thầm chịu đựng mà thôi. Nhưng mỗi ngày đi bộ bát quái vòng quanh cây một tiếng đồng hồ, đây là một phương pháp mang lại lợi ích cho sức khỏe dễ học mà ai cũng có thể tu tập có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí khám chữa bệnh. Bất luận là bao nhiêu tuổi, nếu quý vị bị bệnh thì người nhà của quý vị có thể vui vẻ không? Nếu bệnh tật ốm yếu sẽ cần có người chăm sóc hầu hạ như vậy phiền phức biết nhường nào, cho dù người nhà không thấy phiền nhưng trong lòng họ rất thống khổ. Họ sẽ khóc thay cho người bệnh. Quý vị thấy đấy, đi bộ bát quái nội công giúp chúng ta khỏe mạnh lên. Vì vậy, chúng tôi không giữ bí mật về pháp công này. Quý vị có muốn mang phương pháp này truyền lại cho nhiều người có nhu cầu học tập không? có à nếu muốn thì hãy thực hiện đây là một việc làm mang lại vô lượng công đức cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ câu này có nghĩa là gì nếu quý vị cứu được mạng sống của ai đó sau này quý vị sẽ được về cõi thiên quốc về cõi thế giới cực lạc sau khi quý vị cứu được nhiều người sẽ tiêu trừ tất cả mọi tội lỗi của người nhà của quý vị tôi không dám nói là cả họ được nhờ nhưng đời con đời cháu của quý vị sẽ được hạnh phúc họ sẽ được phù hộ bởi năng lượng của từ bi và đạt được thiện quả của công đức này